thể trên 9 đỉnh có cả thấy 162 bức chạm khắc, tập hợp lại thành một bức tranh toàn cảnh về đất nước Việt Nam thống nhất thời nhà Nguyễn. Bên cạnh trình độ chế tác, sự sáng tạo của hình dáng, nghệ thuật trang trí ở mỗi đỉnh, Cửu đỉnh được giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá là một bộ dư địa chí, một bộ bách khoa thư độc đáo về Việt Nam hồi đầu thế kỷ 19, chứa đựng trong đó những nội dung tư tưởng của một thời đại, tâm tư và ý niệm của con người về đất nước, về vũ trụ và thiên nhiên. Khối đá vôi Tràng An, Ninh Bình nằm ở đầu mút phía đông nam của dải đá vôi Tây Bắc, một trong ba diện phân bố đá vôi chính của Việt Nam. Theo các nghiên cứu khoa học, đây được xem là một ví dụ điển hình về quá trình biển tiến, biển thoái, với sự thay đổi từ môi trường lục địa sang môi trường biển và lại trở về lục địa. Ngày nay, người dân canh tác trên các vùng đất nông nghiệp màu mỡ mà hàng vạn, hàng triệu năm về trước, đó chính là các vùng biển nước sâu, rồi sau đó lại trở về lục địa. Trong suốt quá trình biến đổi như vậy của tự nhiên, người Việt đã sáng tạo ra nhiều hình thái kiếm sống có hiệu quả cao và thích nghi chủ động với môi trường. Kinh nghiệm sản xuất, khả năng tương thích với sự thay đổi của môi trường trong nhiều giai đoạn đã tạo nên những phẩm chất và giá trị lịch sử, văn hóa, nhân chủng học cho cả một cộng đồng dân tộc. Gạch nối bắt nguồn từ đất liền ấy còn được thấy rõ ở cả những vùng đảo xa xôi, nơi mà thổ nhưỡng, khí hậu và hình thái địa tầng có những chứng tích đã từng thuộc về lục địa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Vũ Cao Minh, Viện Địa chất, đảo Lý Sơn đã ở vào vị thế tương tác giữa lục địa và đại dương cùng những biến động lớn trong vận động của Biển Đông hơn 10 triệu năm gần đây. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản, vùng biển Bình Châu, Lý Sơn và vùng phụ cận có những lớp địa chất vô cùng phong phú và đa dạng, đánh dấu nhiều đợt chuyển biến của vỏ trái đất trong quá trình tạo núi, biển cách đây hàng triệu năm.